Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Công nhân không dám mơ chuyện mua nhà. Mức thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động, đặc biệt là công nhân, chủ yếu ở mức dưới 7 triệu đồng, trong khi chi tiêu trung bình gần như tương đương. Do đó, họ dường như không thể có được đồng dư để phòng khi ốm đau bệnh tật, nói chi đến chuyện mua nhà. Chúng tôi ngồi trò chuyện cùng Thoa trong căn phòng vỏn vẹn 10 m², quần áo treo lủng lẳng trên đầu, chiếc quạt máy đảo liên tục vẫn không đủ xua tan cơn bí bách, khiến Thoa vừa nói chuyện vừa đưa tay phẩy liên tục trước mặt. Vậy rồi vài bữa sinh đẻ sao? Chúng tôi ái ngại nhìn Thoa, một tay ôm bụng bầu đã sắp đến ngày sinh nở, tay còn lại Huỳnh Thị Thoa 28 tuổi đưa lên vỗ ngực, cố đè nén cơn ho. Thai kỳ ở tháng thứ 9, nhưng ngoài cái bụng vượt mặt, Thoa để lộ vùng xương cổ nhấp nhô, hai cánh tay gầy rộc khẳng khiu. Thỉnh thoảng Thoa ôm ngực than khó thở vì bụng bầu đẩy lên cao, chèn ép tim. Em thì em định sinh ở trong này, thì đợi con cứng cáp thì em đi làm lại. Nhưng mà cái mùa này thành phố thì nó nóng quá, em định là về quê sinh. Nhưng mà chắc cũng phải giữ cái phòng trọ này lại để mai mốt vô, chứ đi kiếm chỗ khác thì nó không chịu nổi tiền á chị. Căn phòng trọ nhỏ thuê với giá 1,5 triệu đồng nằm trong khu trọ ở hẻm 216 đường Lê Văn Chí, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Thoa ở đã hơn 8 năm nay. Khu trọ trên dưới 100 phòng, toàn người Bình Định, Phú Yên. Chỉ có 2 phòng là người miền Tây thuê. Cứ hai dãy trọ nằm đối mặt nhau, ở giữa chừa được con đường khoảng hơn 1 mét. Chiều tối, khi công nhân tan ca, là xe máy đậu dọc lối đi khiến người ra vào phải cố len lách. Thoa sống ở đó với chồng, đứa con gái 5 tuổi và em gái đang học đại học. Không gian sống chật hẹp nên giường ngủ của dì cũng là góc học tập của cháu. Giờ cơm thì chiếu được cuốn gọn lên. Thoa làm công nhân cho công ty Nidec, lương khoảng 6 triệu đồng, thỉnh thoảng cao hơn nếu tăng ca. Còn chồng là tài xế xe tải, chỉ tính tiền nhà, điện, nước với tiền sữa, tiền gửi con đã hơn 5 triệu đồng. Thoa nhẩm tính, mỗi tháng tổng chi tiêu dành cho 4 người khoảng 10 đến 12 triệu đồng. Trước dịch, mỗi tháng Thoa để dành được vài triệu đồng, thỉnh thoảng gửi về cho bà mẹ ở quê. Đợt dịch vừa rồi khiến hai vợ chồng đều thất nghiệp. Số tiền tiết kiệm nhanh chóng ra đi. Đến nay, sau 8 năm trời làm việc chăm chỉ, Thoa trắng tay khi đứa con thứ hai chuẩn bị ra đời. Giờ mẹ con trông vô đồng lương của ba nó, chứ biết sao giờ chị. Nhưng căn phòng của Thoa chưa đến nỗi so với nhiều gia đình. Cùng dãy có một gia đình 6 người chen chúc nhau trong chừng ấy không gian. Bỏ ra 2,7 triệu đồng hàng tháng, nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Thu Ân chỉ thuê được căn phòng gần 8 m² ở con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Để tiết kiệm chi phí, vợ chồng chị phải chia sẻ không gian sống chật hẹp ấy cho người em gái. Đêm về phải xếp gọn 2 chiếc xe máy mới còn dư chỗ cho một người nằm. Chưa kể mỗi lần bước vô phòng phải khom lưng thì đầu mới không đụng vào cái gác xếp nhỏ xíu phía trên. Chị Ân cho biết thu nhập hàng tháng hai vợ chồng trung bình khoảng 15 triệu đồng, gần như không dư đồng nào khi có hai đứa con đang học đại học và gửi về quê lo cho đứa nhỏ mới học lớp 3. Chính sách nhà ở vẫn ngoài tầm với công nhân. Theo một nghiên cứu về hiện trạng đời sống của người lao động, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội, nhận định thu nhập hàng tháng của người lao động, đặc biệt là công nhân, chủ yếu ở mức dưới 7 triệu đồng, trong khi mức chi tiêu trung bình hàng tháng gần như tương đương. Với khoản thu nhập ít ỏi, họ dường như không thể có dư để cầm cự qua những tháng dài dịch bệnh không có thu nhập. Kết quả khảo sát cũng cho thấy hơn 60% người lao động hàng tháng không có tiền dư để dành dụm. Nhiều dự án xã hội mang tới nhiều hứa hẹn thúc đẩy nền tảng an sinh xã hội, lấy người lao động làm trung tâm, như xây dựng 1 triệu căn nhà xã hội cho người có thu nhập thấp. Nhưng đó có lẽ là những điều xa vời. Khi chúng tôi khảo sát nhu cầu, mong đợi của nữ lao động di cư, họ đã phản hồi những nhu cầu với tất cả sự khiêm tốn chừng mực, chỉ ở mức đủ sống, như được ưu đãi tiền điện nước,
được hỗ trợ bảo hiểm y tế tự nguyện. Những vấn đề rất nhỏ và rất cụ thể để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống hàng ngày và có những dự phòng cho tương lai khi ốm đau, bệnh tật. Ông Lộc cho biết, tại chương trình tiếp xúc của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với hơn 400 nữ công nhân lao động về chính sách nhà ở cho công nhân, viên chức, người lao động diễn ra sáng 24 tháng 4, rất nhiều ý kiến cử tri khẳng định với mức thu nhập hiện nay, công nhân, viên chức vẫn không đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội. Chị Hà Thị Trang, đại diện công nhân lao động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Daejeon Electronics Vina cho rằng, hai năm nay, nhà nước không tăng lương nhưng vật giá gia tăng liên tục từ 10 đến 20% mỗi năm để mua được nhà ở khu vực Bình Dương, Đồng Nai hay thành phố Hồ Chí Minh với đồng lương ít ỏi như chúng tôi thật khó. Bên cạnh đó, theo chị Trang, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ cuối năm 2021 đến nay, các doanh nghiệp rất ít đơn hàng, khiến thời gian tăng ca của công nhân rất ít, dẫn đến thu nhập mỗi tháng không đủ chi tiêu thì làm gì dám nghĩ đến chuyện mua nhà. Cùng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị Thu Phương, tài xế Grab xe máy thuộc nghiệp đoàn xe ôm công nghệ quận 7 cho hay, chị có một con trai đang học tiểu học, thu nhập trung bình 7 triệu đồng mỗi tháng của chị chỉ đủ thuê một căn phòng nhỏ 1 triệu rưỡi đồng và số còn lại chi tiêu rất tiết kiệm cho hai mẹ con. Nói lên những khó khăn khi thực hiện chính sách nhà ở cho công nhân, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước năm 2019, giá bán nhà ở xã hội không vượt quá 16 triệu đồng một mét vuông, nhưng hiện nay giá đã tăng lên từ 20 đến 25 triệu đồng một mét vuông. Theo đó, giá thành của mỗi căn hộ sẽ dao động từ 1 đến 1,6 tỷ đồng. Với thu nhập hiện nay, người lao động chỉ có thể dành khoảng 20 đến 25% thu nhập tương đương 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 8 để trả góp hàng tháng nếu mua nhà. Như vậy, thời gian hoàn thành thanh toán một căn hộ sẽ kéo dài, trong khi quy định pháp luật chỉ cho trả góp một căn hộ tối đa 15 năm và các chính sách đối với nhà ở xã hội là 5 năm. Do đó, cần có chính sách của ngân hàng chính sách, của bên sử dụng lao động, cũng như các nhà đầu tư hỗ trợ mới có thể giải quyết sự chênh lệch này.